Hello tất cả mọi người đã quay trở lại kênh du lịch và khám phá kênh Vlog. Hôm nay mình có chuyến tham quan và ghi hình ở khu vực chợ lớn. Thì khu vực chợ lớn là kết hợp của quận 5, quận 6, quận 11 tạo nên một cái khu vực chợ lớn sầm uất, kinh doanh mua bán sầm uất đó mọi người. Thì hôm nay mình đến với khu vực chợ lớn, cụ thể là đến với chợ Bình Tây để tham quan, mua sắm và ghi hình, cũng như là mình ghi lại những cái không khí náo nhiệt của những ngày cận Tết năm 2022 mọi người ha. Hy vọng cả nhà hãy đồng hành với mình khu vực chợ lớn của thành phố Hồ Chí Minh mọi người nha. Mến chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh du lịch và khám phá. Thì hiện tại mình đang đứng ở cung đường Hải Thượng Lãng Ông, góc với đường Phùng Hưng đó mọi người. Thì cung đường này thì rất là nổi tiếng với những cửa hàng văn phòng phẩm và các vật phẩm trưng dụng ngày Tết và Noel đó mọi người. Ở Sài Gòn thì có một khu vực mà đại đa số cư dân sinh sống nè và làm ăn là người Việt gốc quá mọi người. Thì gồm các khu vực như là quận 6 nè, 5, 11 nè, tạo nên một cái khu chợ lớn rất đông đúc, kinh doanh cực kỳ sầm uất luôn mọi người. Và hiện tại mình đang tìm đến khu vực gọi là chợ Bình Tây. Thì chợ Bình Tây là một cái ngôi chợ tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc trong khu vực gọi là chợ lớn, nên chính bản thân của chợ Bình Tây cũng thường được gọi không chính thức là chợ lớn mới luôn mọi người ơi. Thì chợ Bình Tây có địa chỉ là 57A đường Tháp 10, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, mở cửa hàng ngày mọi người. Chợ Bình Tây nằm trong khuôn viên rộng 25.000m², nằm giữa 4 tuyến đường Tháp 10, Lê Tấn Kế nè, Phan Văn Khỏe nè và đường Trần Bình. Chợ này thì có mặt bằng hình chữ nhật, 12 cổng gồm cả chính lẫn phụ nha mọi người, và thiết kế theo lối kiến trúc Á Đông. Chợ này thì do một thương gia người Hoa là Quách Đàm hay còn gọi là Thông Hiệp bỏ tiền ra xây dựng vào năm 1928, rồi tặng lại cho chính quyền thành phố lúc bấy giờ. Khánh thành thì năm 1930, đổi lại thì ông Quách Đàm chỉ xin là xây thêm mấy dãy nhà phố xung quanh chợ và đặt tượng mình giữa chợ khi ông mất. Thì khu vực mà tượng thờ ông Quách Đàm đặt trong khuôn viên của chợ Bình Tây á mọi người, thì hiện tại thì vẫn còn những cái lưu giữ những cái bia ghi dấu công ơn của ngài Quách Đàm ở đây mọi người ha. Chợ Bình Tây thì là một cái ngôi chợ thì có quy mô như mình chia sẻ, khuôn viên 25.000m², cho nên rất rộng lớn mọi người. Việc kinh doanh của bà con tiểu thương ở đây rất sầm uất, đặc biệt là trong thời gian này thì cận Noel sắp tới là mọi người, rồi thì tới Tết Nguyên Đán, Tết Tây rồi Tết Nguyên Đán của Việt Nam mình á, cho nên khắp mọi nơi các tỉnh bạn bè lân cận đổ về đây mua bánh kẹo nè, bánh mứt, vải vóc, vải rồi lụa, nói chung là nguyên vật liệu á, để về cho cửa hàng của mình kinh doanh mọi người. Vị trí là chợ Bình Tây thì được xem là một trong những cái chợ đầu mối, chợ sỉ kinh doanh về thực phẩm, buôn bán vải vóc, thiêu thùa, tất cả đều hầu như là rất là đầy đủ á mọi người ơi. Vị trí mình đang ghi hình thì đang đứng ở phía trước của cổng chính á mọi người, thì dãy phía trước thì cũng có nhiều anh chị tiểu thương kinh doanh thì cũng rất sầm uất ha. Bây giờ mình tiến vào bên trong thì cái lối dẫn vào bên trong thì mình thấy có cầu thang đi lên, có nghĩa là có tầng trệt và tầng lầu mọi người. Có lối cầu thang để đi lên ha. Thì không biết là tầng trên kinh doanh gì, để chút xíu mình khám phá mọi người ha. Vị trí mình đang ghi hình là khuôn viên giữa của dãy chợ Bình Tây mọi người. Thì bên trong đây là mình thấy có một cái khu vực thờ ông Quách Đàm hay còn gọi là Thông Điệp, người bỏ tiền ra xây dựng khu vực chợ Bình Tây này mọi người, và được người dân và chính quyền
Theo lời của ông Quách Đàm á, thì sẽ là một cái bia ở đây ngay giữa khuôn viên của chợ luôn á, lúc ông mất á. Thì hiện tại thì bà con ở đây cũng nhang khói nghi ngút hàng ngày, mà như tỏ một chút công ơn, tỏ công ơn đối với ông Quách Đàm, cũng như là cầu những cái điều may trong việc kinh doanh của mình mà mọi người ha. Cùng với sự hình thành các cộng đồng người Hoa và hoạt động ngày càng lớn mạnh của Hoa Thương trong giai đoạn từ thế kỷ 17, 19 mọi người, tại miền Trung và miền Nam Việt Nam cũng xuất hiện nhiều đô thị, trung tâm trung chuyển hàng hóa và phố sở chợ sầm uất mọi người ha. Bên trong thì rất nhiều lĩnh vực mà tiểu thương kinh doanh đây mọi người, những cái tạp phẩm, văn hóa phẩm, vải vóc, thêu cùa, rồi bánh mứt kẹo, đồ ngọt có mọi người rất rất nhiều luôn ha. Thị trấn Chợ Lớn do người Hoa thành lập năm 1778, nằm gọn trong khu vực từ đường Tản Đà tới Kim Biên và từ đường Nguyễn Trãi xuống kênh Tàu Hủ luôn mọi người ơi. Năm 1782 thì kết thúc giao tranh giữa Nguyễn Ánh và Tây Sơn, khu vực này bị tàn phá nặng nề. Những tưởng là Chợ Lớn sẽ đi vào dĩ vãng, nhưng ít lâu sau người Hoa từ Cù Lao Phố Biên Hòa mọi người di cư xuống, kết hợp cùng người dân xã Minh Hương, nhóm người Hoa đã sinh sống ở khu vực này, xây dựng một lại trở thành một cái nơi sinh sống sung túc và nhộn nhịp như ngày nay mọi người. Quá đông ha. Ngày 6 tháng 6 năm 1865 thì quyết định thành lập thành phố Chợ Lớn. Danh từ thành phố Chợ Lớn lần đầu được dùng đặt tên cho một thành phố mọi người. Thì mình vừa đi quay á, thì mình sẽ đọc những cái lịch sử hình thành Chợ Lớn cũng như là chợ Bình Tây, vài thông tin để chia sẻ cùng mọi người, vừa đi chợ như thế này và vừa tìm hiểu thông tin một cách cụ thể thì quả thực rất là thú vị phải không mọi người. Hy vọng cả nhà cũng hãy đồng hành với kênh du lịch và khám phá kênh Vlog ha. Bấm cho mình một like nha. Ủng hộ tinh thần để mình có đủ năng lực và cùng đi đến nhiều nơi để khám phá và ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Khu vực này thì mình thấy bán rất là nhiều mặt hàng luôn mọi người. Quá nhiều đồ ha. Phương Hưng mọi người. Quá nhiều đồ luôn mọi người ơi. Bên trong đây là đầy đủ các mọi thứ từ thực phẩm cho đến thức ăn, thức uống, rồi quần áo, vải vóc, thiêu cùa, là chợ bỏ mối xỉ cho các khu vực. Thì mình thấy là rất là rộng lớn luôn mọi người ạ. Khu này thì mình thấy bán nấm đông cô rồi rất là nhiều loại mọi người. Nho khô rất rất nhiều ha. Thì nếu mọi người có dịp về với thành phố Hồ Chí Minh thì ghé chợ Bình Tây là một trong những điểm của khu vực chợ lớn thành phố Hồ Chí Minh để cùng tham quan cũng như là mua sắm. Bởi vì trong khu chợ này mình quan sát thấy, mình đi nãy giờ mình thấy mọi người đầy đủ tất cả mặt hàng. Đặc biệt đến với con chợ này thì là hầu như là giá sỉ là chủ yếu, bởi các thương nhân từ các tỉnh khác và kể cả Campuchia cũng đến với chợ lớn của mình, thành phố Hồ Chí Minh mình, nhập hàng về rồi kinh doanh buôn bán lại mọi người rất là nhiều luôn á. Thì mình chia sẻ tiếp thông tin ha. Thì đến năm 1930, hai thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn có ranh giao nhau tại đường Nguyễn Nhân Cừ và Nguyễn Thiện Thực mọi người ha. Ngày 27 tháng 4 năm 1931 thì Tổng thống Pháp ký sắc lệnh hợp nhất thành phố Sài Gòn và thành phố Chợ Lớn thành một đơn vị hành chánh mới gọi là khu Sài Gòn Chợ Lớn. Năm 1951, khu Sài Gòn Chợ Lớn đổi thành đô thành Sài Gòn Chợ Lớn.
Đến năm 1956 thì đổi thành Đô Thành Sài Gòn, ngắn gọn như vậy thôi mọi người. Thì từ đó địa danh Chợ Lớn chỉ còn được dùng để chỉ toàn bộ khu vực quận 5, 6 và một phần của quận 11 cho đến ngày hôm nay mọi người. Cái vị trí này mình đang ghi hình thì nó nằm bên ngoài rồi, bên ngoài của khuôn viên hình chữ nhật của khu vực Chợ Lớn đó mọi người. Thì dọc theo các cái tuyến đường như mình chia sẻ, ví dụ như đường Tháp 10, Lê Tấn Kế, Phan Văn Khỏe và đường Trần Bình đó, thì tiểu thương cũng kinh doanh buôn bán rất là tấp nập như thế này. Những món đồ khô mọi người ha. Wow, quá nhiều. Hôm nay mình đến với chợ Bình Tây thì bây giờ là khoảng 10 giờ mọi người. Thì bà con tiểu thương thì dọn đồ ra bán rất là nhiều ha. Coi mình cũng thấy là những cái thương lái hoặc là những khách lẻ đến tham quan cũng như là mua sắm tại con chợ này á. Bây giờ mình sẽ lên lầu trên mọi người, tức là lối dẫn vào của chợ thì mình thấy có cầu thang, thì mình giờ mình đang di chuyển lên trên ha. Thì mình quay ở lầu 1 của khu vực tòa nhà Chợ Lớn, chợ Bình Tây nè. Thì phía trên đây mình thấy là bán về quần áo trẻ em, người lớn rất nhiều mọi người. Lẻ và sỉ luôn mọi người ơi. Thực ra thì mình đến với chợ Bình Tây cũng rất nhiều lần rồi, tuy nhiên mình không có ghi hình. Hôm nay mình có dịp quay trở lại chợ Bình Tây để mua sắm một số đồ lặt vặt cho gia đình đó. Vì thế cho nên mình cầm máy rồi ghi hình để post lên YouTube. Và hy vọng thông qua kênh YouTube thì cũng chia sẻ được cho tất cả mọi người về hình ảnh chợ Bình Tây, hay còn gọi là chợ Lớn, một góc chợ rất thân quen của người dân Sài Gòn nói riêng và người dân của Việt Nam mình nói chung mọi người ha. Đứng ở trên mình nhìn xuống thì bà con tiểu thương đi ra vào tấp nập như thế này mọi người. Vải sợi, khu vực ngành hàng vải sợi mọi người. Khu này bán nhiều vải luôn ha, vải thì có nhiều loại mọi người. Để mình ghi hình chia sẻ cùng tất cả mọi người về khu vực vải sợi này ha. Quá chừng loại vải luôn mọi người ơi. Khu vực này thì gọi là ngành sành sứ mọi người, bán những cái đồ ngành sành sứ rồi thao nhôm, rồi mình thấy rất nhiều luôn á. Sỉ da lẻ nè, dụng cụ gia đình, sành sứ, thủy tinh, rồi nhôm inox rất nhiều mọi người. Mình nghĩ rằng khu vực chợ Lớn, chợ Bình Tây này thì không thiếu thứ gì mọi người ơi. Nãy giờ mình đi thì ngành hàng của các lĩnh vực đó hầu như là tập trung ở bên trong chợ Bình Tây này rất nhiều. Và từ đây cũng sẽ là kênh phân phối sỉ và lẻ cho các thương nhân tiểu thương của các khu vực chợ của bạn bè của các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ mọi người. Wow, quá nhiều ha. Thu thảo, kim cúc nè, bán về sản phẩm inox, thủy tinh, quá nhiều. Hôm nay thì mình tới mua đồ, mua một số cái sản phẩm cho gia đình đó, cho nên mới có dịp quay trở lại với chợ Bình Tây, chợ Lớn của khu vực quận 6 thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Hy vọng cả nhà cũng cho mình một like và bấm đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video clip mới của mọi người. Vị trí mình đang đứng là cổng số 10 mọi người ơi. Thì bên trong đây thì mình thấy các mặt hàng về nhựa đó mọi người, đồ nhựa gia dụng, thau, nói chung là các sản phẩm về nhựa ha, rất là nhiều luôn. Thì nếu mình đứng góc này thì mình đi sâu vào bên trong thì ngành hàng gia dụng đồ nhựa mọi người.
Còn đây là đồ thủy thủ công mỹ nghệ ha, đan lát mây tre là lát có mọi người thì cũng khá nhiều ha. Ở đây có nhiều khách, cũng có bà chị đang mua mua đồ nè, thì cũng khá thú vị mọi người ha. Wow, sản phẩm có in chữ chợ lớn mọi người, nhìn dễ thương quá ha. Còn khu vực này thì mình thấy bán những cái loại như là bánh mứt, kẹo, sản phẩm đồ khô phục vụ cho ngày Tết cũng nhiều nè mọi người. Rồi nấm, các loại nấm quá nhiều luôn mọi người ơi. Nhìn đủ màu sắc ha, sắc vàng, sắc đỏ tươi, đỏ sậm, rồi xanh, trắng. Wow, quá nhiều luôn mọi người ạ. Bánh kẹo ngày Tết này mọi người, tại vì mình cũng chuẩn cũng khoảng 1 đến 2 tháng nữa là đã đến Tết Việt Nam mình rồi đó. Cho nên bà con tiểu thương kinh doanh các sản phẩm là rất phù hợp ha. Vị trí mình ghi hình thì đây là những cái dãy nhà chung cư xây hai bên hai mặt hai bên của khu vực chợ Bình Tây. Theo cái lời của ông Quách Đàm đã thỏa thuận và xin với chính quyền địa phương đó mọi người. Tức là khi mà ông tặng chính quyền địa phương khu vực chợ này thì ông chỉ xin xây thêm mấy cái dãy nhà phố xung quanh chợ nè, rồi đặt tượng mình giữa chợ khi ông mất đó mọi người. Mọi người thấy chưa, khu vực này thì bán quá nhiều, quá nhiều người mua mọi người. Wow, những cái món quê hương đây. Các khoai tây luôn ha. Lạp xưởng mọi người ơi, lạp xưởng chợ lớn mọi người ạ. Khu này thì mình thấy bán nè, khô, lạp xưởng, rồi tôm khô. Tôm khô có con lớn lớn lớn, đẹp lắm à. Chắc ngon lắm mọi người ha. Wow, lạp xưởng, tôm khô. Có giá luôn nha mọi người ha. Giá cả phải chăng mọi người. Tại khu vực này thì đa số là bỏ sỉ là chủ yếu á, cho nên cái lượng trưng bày cũng khá nhiều, để cho các tiểu thương của các khu vực chợ khác đến tham quan cũng là thương lượng giá cả rồi mua sắm rồi để mình nhập hàng về mình kinh doanh á mọi người. Cho nên rất là nhiều luôn ha. Khu vực này hàng ngành hàng khô ha, tôm khô rồi những con khô nè, rất nhiều luôn. Thực sự hôm nay trở lại với chợ Bình Tây thì cảm giác của mình là thấy là khu vực chợ bà con tiểu thương kinh doanh rất tấp nập và kinh doanh sầm uất đông đúc mọi người. Tôm đất ha, 660.000 mọi người ha. Cho nên mình thấy là quê hương mình ngày càng đổi mới, ngày càng đổi thay theo chiều hướng phát triển thêm, mỗi một ngày phát triển thêm các mọi người. Thì hiện tại khu vực chợ Bình Tây nằm trong khu vực chợ lớn gồm 3 quận 6, 5 và một phần của quận 11, góp phần tạo nên một cái diện mạo cho bà con tiểu thương và bà con sinh sống ở khu vực này và những vùng lân cận, một cái diện mạo, một cái trung tâm kinh doanh sầm uất chợ lớn, góp phần thu hút thêm rất là đông những cái lượng du khách khắp gần xa, và đặc biệt là lượng du khách từ nước ngoài đến tham quan mua sắm mỗi khi có lịch trình travel và lịch trình du lịch đến với Việt Nam mình đó mọi người. Wow, quá nhiều cái tôm khô ha, 570, 680, 800, đủ thứ giá mọi người ơi. Nhưng mà mình thấy cái con tôm thì chất lượng. Hy vọng trong thời gian tới, sau khi video clip này mình ghi hình chợ Bình Tây, một ngày sôi động tại chợ Bình Tây, thì cũng hy vọng chia sẻ được những hình ảnh chân thực đến với tất cả mọi người. Các bạn đã ủng hộ và đồng hành kênh du lịch và khám phá đang sinh sống ở Việt Nam hoặc là đang sinh sống ở hải ngoại. Mong mọi người sẽ có một ngày thật sự rất tốt lành, nhiều sức khỏe nè, và sớm có chuyến du lịch tới thành phố Hồ Chí Minh mọi người ha.